Chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Bữa nay là trưa ngày thứ 3, ngày Quốc tế Phụ nữ anh em, 8 tháng 3 2022. Thì mình đang tiến hành tiếp tục gói hàng. Thì hồi sáng này là mình đi công tác, đi dạy á. Thì vợ mình nhà đã đi gửi hàng giùm mình rồi. Gửi Thinpower, rồi T300, rồi JD80, rồi nói chung là coi JD200, 300. Nói chung là 5-6 cục hàng gì đó gửi tới, đi gửi bưu điện cho mấy ông anh mình. Còn bây giờ thì mình tiếp tục mình gói những cái mặt hàng mà sáng giờ anh em mới đặt ha. Thứ nhất là ở đây là một cái con MPPT 45B, 45B ha. Giá của nó là 1.950.000. Đó, mình báo giá thẳng như vậy trên video luôn ha, để cho mấy anh xem video tiện theo dõi nha. Nhiều anh em nói coi cái buổi trời không thấy tiền bạc đâu ráo, không biết nhiêu để mua. Thì cái con này MPPT 45B giá là 1.950.000. MPPT thần thánh nha anh em. Gửi cho anh Lâm Xà Lan ở Châu Thành, Tiền Giang ha. Thì anh này anh không phải ở nhà đó đâu, nhà ở chỗ khác thôi, nhưng mà điều ảnh cập tàu vô đó để bốc dỡ hàng, để sửa tàu hay sao á, mà ảnh mua này về lắp ở trên máy ghe ha. Thì này ảnh lắp với xà lan, anh này đi xà lan quá. Thì con MPPT thần thánh 45B này á, nó có rất là nhiều cái đặc điểm nổi bật anh em. Cái thời gian vừa qua thì có mấy ông anh á gọi mình hỏi mình về con Sure, con điều khiển sạc Sure ha, và cái con điều khiển sạc 100 mấy chục ngàn xanh xanh đó anh em. Thì mình cũng nói với anh em luôn là những con đó là những cái con BWM. Anh em nào đã xác định mà xài hệ độc lập, mà xài lâu dài, bền, bảo vệ ắc quy, bảo vệ pin lithium, thì anh em xài MPPT đừng có xài mấy con đó. Mấy con BWM xài nó không có bền, sạc không có đầy ắc quy, không có đầy pin, và nó không có điều khiển tốt, làm cho dễ hư pin, hư ắc quy của chúng ta. Mình nói thẳng như thế ha, không phải mình bán BPT mà mình nói như vậy. Nhưng mà qua rất là nhiều cái nghiên cứu của mình mấy năm nay thì cuối cùng mình chọn mình bán BPT chứ không bán BWM. Bán mấy kia anh em xài không không có được đâu anh em. Xài nó không có chất lượng nha. Đó, sạc không có đầy bình, không đầy pin lithium nữa. Đấy, cho nên mình có lời khuyên với anh em là đã mua điều khiển sạc là mua cho chất lượng, để cho cái hệ mình nó bền lâu ha, để nó ngon lành, chứ để anh em mua lầm những cái kia thì đúng là mất công phải mua lại đó ha. Tuy là mấy kia nó rẻ, nó có mấy trăm ngàn à, nhưng mà về xài là trước sau anh em cũng phải độ lại à. Mình đã trải qua rất là nhiều dân chơi ha, nhiều anh mà chơi á, thì cuối cùng mấy anh cũng giục mấy con kia thôi, cuối cùng cũng cũng là trở về với MPPT, tại vì MPPT nó chất lượng hơn em. Rồi, cái con MPPT mình đang bán 45B này á là nó gắn được rất là nhiều pin, nó khác với con BWM. BWM anh em gắn rất là ít pin ha. Con BWM nào mà gắn nhiều pin á thì thành ra nó nguy hiểm. Anh em gắn nhiều pin quá, cái ampe nó lớn quá, mà BWM điều khiển ampe không tốt thì rất là dễ gây hư ắc quy và hư pin lithium của chúng ta. Đó. Đó, nó có rất là hạn chế, và đầu vô đầu vào của nó cũng không gắn được nhiều nữa. Đó, nó khác cái MPPT nha anh em. Còn con này mình giới thiệu cho anh em như thế này. Nó là 45A ha. Và cái dải điện áp nó hoạt động là từ 23 đến 180V. Đó, anh em có thể gắn được rất là nhiều pin, rất là nhiều pin nha. Đó, cái anh em làm hệ 12 cho con này, hệ 24 con này, hệ 36 cho con này, hệ 48 cho con này đều được hết nha. Đấy, con này nó hay cái là cái hệ nào nó cũng chạy đó, 12, 24, 36, 48. Còn chỉnh như thế nào thì anh em chỉ cần lưu YouTube gõ vô là MPPT thần thánh, là người ta chỉ cho anh em cách chỉnh rất là chi tiết và rất là đơn giản luôn nha. Đó, thì cái khả năng lắp pin mặt trời của nó là rất là nhiều luôn. Đó, lúc trước mình hay khuyến cáo anh em xài hệ 12 thì nên lắp 550W, hệ 24 lắp 1 ký 2 pin. Còn hệ 36 là 1 ký 6, hệ 48 là 2 ký 2. Đó, mình khuyên vậy thôi, chứ mình đã chứng kiến mấy anh chỉ xài hệ 24 thôi. Hệ 24 thôi anh em mà lắp 2 ký rưỡi pin luôn vẫn chạy bình thường nha. Đó, cái con này nó rất là hay ha nha anh em. Đó, chỉ là hệ 24 thôi mà lắp 2 ký mấy pin luôn mọi người. 5 6 8 lớn rồi nè. Và vẫn chạy rất là bình thường, vẫn hoạt động bình thường ha. Mấy năm nay rồi cũng thấy không thấy hư gì trơn á. Ôi, con này nó trâu bò lắm anh em. Và mình bán con này hôm nay cũng gần mấy chục con rồi đó. Nhưng mà chưa có vấn đề gì hết nha mọi người. Không có xảy ra hư, không xảy ra lỗi lỗi cũng như là không xảy ra bảo hành rồi này kia, bảo dưỡng rồi kia là không có luôn nha. Đó, con này nó rất là uy tín ở cái mảng đó anh em. Chưa bảo hành con này một con nào luôn ha.
chưa hành con nào luôn đó, nó chạy mức rượt hết, anh em nào mua về cũng chạy hết nha mọi người. Đó thì mình nhắc lại, đây là điện từ trên mặt trời xuống nè, đỏ là cộng, xanh là trừ, còn đây là điện ắc quy lên ha, ắc quy lên cũng đỏ cộng xanh trừ. Thì anh em mình nhắc lại á, là trên mặt trời xuống á, thì anh em gắn SCB ngay chỗ này, rồi anh em đi dây gì xuống được ráo á, đi dây KDV 4 chấm hay KDV 6 chấm gì đó xuống đây gắn vô cũng được đó ha, dây AC DC đều được. Còn cái này nè, từ ắc quy lên nè, anh em nhớ là anh em sử dụng cái dây thật là lớn ha, dây cáp khoảng 10 trở lên ha, cáp 10 trở lên nha mọi người. Và anh em chơi cái CB ở đây là cái CB này cũng 100 mấy chục ampe mới được nha. CB chỗ này nè, chứ CB nhỏ nó nhảy nha anh em, tại vì cái ampe chỗ này nó rất là lớn luôn ha. Đó, và cái dây chỗ này nè, anh em nên làm cái dây càng ngắn càng tốt và càng bự càng tốt đó chỗ này nè nha. Đó, cái con này thì anh em cứ mua và xài cứ an tâm nha. Ai anh em nào mà xuống tiền 1.950.000 mua con này thì gọi là an tâm xài cứ vi vu nha. Đó, con này nó anh em chơi mà cái hệ 4 bình 48V, anh em lắp 2 cái 4 pin chạy ok không sao hết ha. Còn anh em lắp hệ 12 thì theo mình á, thì anh em lắp hệ 12 thì anh em lắp ít pin chút ha, khoảng chừng ký trở lại thôi, chừng hai tấm lớn này thôi ha. Đấy, thì mình bán con này mình nói với anh em luôn là mình không có bao ship nha, anh em trả tiền ship, ship luôn là chắc luôn là 2 triệu đó. Và anh em nhớ là mình không có thử luôn ha, tại vì đây là hàng mới. Và mình thử nữa mất thời gian thôi, chứ thực chất thử nó chạy à mọi người, không có vấn đề gì hết trơn á. Đó, hôm bữa có ông anh kia nhân viên bưu điện nó gọi cho mình, anh em nó gọi cho mình nói là MBPT này đến nhà có ông anh kia, ông mở ra ông cho kiểm tra mới lấy hàng. Nếu mà anh em mà cứ nghĩ vậy thì anh em không chưa tin tưởng kênh miền Tây Solar lắm rồi ha. Thứ nhất là cái con này gửi tới nhà anh em á chẳng có gì để kiểm tra cả, tại vì nó mới nguyên thùng nguyên hộp vậy nè ha, nó y gan vậy nè, chẳng có gì kiểm tra, đút vô là chạy thôi mọi người. Đó, còn anh em mà sợ kiểm tra nghĩa là anh em sợ mình gửi anh em cục đá cục gạch hay sao đó. Đó, kênh mình bán buôn bán lâu dài không bao giờ có chuyện đó đâu anh em. Đó, mình thấy có rất là nhiều anh em yêu cầu ở trong tin nhắn Zalo là cho kiểm hàng mới, cho kiểm hàng mới trả tiền đó. Thì anh em mà chưa tin tưởng thôi, chứ anh em mà coi nhiều video của mình anh em sẽ thấy là kiểm hàng trước hay là kiểm hàng sau gì cũng vậy thôi đó. Anh em lỡ như mà kiểm ra mà có đổ bể gì thì mình vẫn vẫn bồi hoàn cho anh em ha, chứ không phải đó, cái vấn đề mà anh em kiểm ngay lúc đó thì mất thời gian anh em với lại nhân viên bưu điện thôi đó, để nhân viên bưu điện ngồi đợi thì nó hơi lâu, hơi hơi phiền người ta thôi, chứ còn vấn đề đó đó không phải vấn đề đâu mọi người. Kiểm trước hay kiểm sau anh em trả tiền kìa, trả tiền xong nhân viên bưu điện đi về rồi anh em hãy kiểm hàng cũng được nữa. Có gì cứ điện thoại cho mình ha, chụp hình gửi qua cho mình, nếu có sự cố gì xảy ra mình sẽ bồi hoàn cho anh em chứ đâu có gì đâu ha. Đó, mình bán buôn lâu dài nha anh em, cứ ai gọi là an tâm nha. Để nhân tiện này mình cũng cảm ơn mấy ông anh ngày hôm qua rất là tin tưởng luôn, mua con Thinh 10 triệu 900 ngàn mà anh chuyển khoản một cái rụp qua bên mình luôn, và mình đã hứa là anh chuyển khoản á thì mình sẽ bao ship ha. Rồi, cảm ơn ông anh rất là nhiều, mình quên tên là ông anh nào ở miền Tây á đó, ảnh chuyển khoản con Thinh một cái rụp qua 10 triệu 900 ngàn và mình bao ship cho ảnh ha. Sáng nay bà xã mình đi gửi bưu điện giúp mình rồi đó, thì cảm ơn mấy ông anh rất là nhiều, đó là sự tin tưởng tuyệt đối. Và hiển nhiên là mình giao con Thinh cho mấy anh chứ không phải mình giao cục đá cho mấy anh đâu. Trời ơi, buôn bán lâu dài anh em đừng có lo lắng cái vấn đề đó nha. Đừng 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 có nghĩ ở đâu xã hội đâu cũng là lừa đảo nha mọi người. Có nhiều anh cứ đề phòng quá làm cho cuộc sống nó rắc rối thêm. Thôi mình xin chốt lại là qua MBBT Thần Thánh 453 mình vẫn còn. Anh em nào liên hệ thì là 1 triệu triệu 950 ngàn ha, mình sẽ bán cho anh em với giá thật là tốt như vậy. Đó thì con này là thần thánh thì anh em hiểu rồi ha, mình không thử luôn á, nghĩa là nó rất là đảm bảo nha mọi người. Và mọi người về cứ lắp ha, bên đây là pin mặt trời xuống, còn bên đây là ắc quy lithium lên ha. Đó, đúng cực đàng hoàng thì nó chạy thôi anh em. Anh em nào liên hệ mua hàng thì liên hệ qua Zalo 0766874311. Anh em nào xem kênh cảm thấy yêu thích thì cho mình cái đăng ký kênh nha anh em. Thôi xin chào anh em ha, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha.